mãng cầu nha bà con, mãng cầu mà cũng có người gọi là quả na. Đấy, loại mãng cầu tây này nó rất là tốt cho sức khỏe, nếu ta ăn vào thì nó tốt, nó có lợi cho sức khỏe. Nhưng mà có một số người không ăn được, ăn vào thì bệnh nó lành thêm, bệnh nó nặng thêm, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình. Cho nên vui lòng đừng ăn để cho nó tốt, tốt, tốt cho sức khỏe. Đó là những người có bệnh là gan, đó, tiểu đường, thận, ngứa ngáy toàn thân, nóng trong người, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, không ăn vào buổi tối nha bà con. Tối là từ 20 giờ 21 đến 23 giờ đấy. Đối bụng mà mãng cầu này chúng ta không được ăn hạt. Nếu để cho nó tốt cho sức khỏe, bà con vui lòng những người này và những bệnh này không ăn, là bệnh gan, tiểu đường, thận, người đang ngứa ngáy toàn thân, nóng nóng trong người, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, và không ăn vào buổi tối sau 20 giờ 21, 23, 4 giờ đấy. Rồi người đói bụng không ăn, không ăn hạt của mãng cầu. Và như vậy là nó tốt, là tốt cho sức khỏe của mình. Còn lại là những người kia ăn được tốt hết. Nên ăn mãng cầu tây một ngày không quá 50 gram, mà ta có điều kiện ta ăn 6 ngày liền, phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn. Đó, ăn lại thì nó tốt cho hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, làm cho răng chắc khỏe, đường xương sống, chống oxy hóa, đẹp da, bồi bổ cơ bắp, giảm cân, thiếu máu, huyết áp, béo phì. Wow, tốt quá bà con ha. Còn những người mà có bệnh kia thì vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta ăn mãng cầu tây vui vẻ mạnh khỏe. Nào 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 nào, xin chào.